Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube lần đầu tiên của mình. Mình tên là Giang Minh Đức ở đây. Và mình nói là nếu mà các bạn thích thì hãy ấn đăng ký và ấn like và ấn chuông để có thể nhận được nhiều thông báo mới nhất nhé. Và đây, một bộ đồ chơi Minecraft Lego. Mình rất là thích vì bố mình đã mua cho mình. Rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Và trị giá của nó đây này, ở trên cái hộp này. Ôi, hơi chặt các bạn này. Đó. Trị giá của nó là 250.000 đồng. Nếu mà bạn nào không thấy thì các bạn có thể phóng to lên nhé. Đây, mình sẽ giới thiệu tất cả các nhân vật ở trong này. Đầu tiên, Steve Devil là cả là một dạng người nông dân đấy các bạn ạ. Một dạng người nông dân đấy. Ấn vào đây. Skeleton, một bộ xương sống. Hip, một chú cừu. Car, đây là một chú bò. Bò sữa đây các bạn, bò sữa. Ôi. Vâng, đây là tất cả những nhân vật mình muốn giới thiệu với các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem chi tiết những chỗ này nhé. Và đây là những bộ đồ chơi mình đã được mua vì bố. Nói chung là bố đã mua với mình. Rồi. Đây. Rồi. Và mình rất là thích. Đây, bỏ tiếp ra. Mình rất là thích cái cửa này các bạn. Này. Cửa nó mở được luôn. Đó. Mình cũng rất là thích cái cây này và cái hòm nữa. Cả cái sông này. Ok. Cool. Mình sẽ đợi quả bí ngô này để cho cái con Steve này nha các bạn. Bam! Được rồi. Vậy là được rồi các bạn ơi. Vâng. Đây, cái đầu đây các bạn. Nhìn cũng được. Đây. Đi nào, Steve. Ow! Trời ơi. Nếu mà mình đội cái bí ngô này này, cái con skeleton này sẽ không biết là mình. Bởi vì mình ngụy trang. Ôi trời ơi, nó giống. Ok, cool. Rất là đẹp. Nhưng mà mình không thích kiểu đội mũ này đâu các bạn ơi. Mình thích đội mũ cũ hơn ha. À. Lỗi các bạn nhé. Và đây là cái cây. Các bạn nhìn này. 1, 2, 3. Ui trời ơi. Oh my god. Oh my god. Ok. Bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ ghép được nó thôi. Ok. Đây là. Chúng ta chung này. 1, 2, 3. Như chưa có một chưa như chưa từng có một cuộc chia ly. Vâng, cái này nè, mình sẽ tháo gỡ ra cho các bạn xem. Ui trời ơi, tháo luôn cái này rồi. Nhưng tôi kể không sao. Tháo. Chúng ta vẫn có thể lắp lại được mà các bạn. Tháo luôn. Đây, trong này có hai cái khe rảnh nha các bạn. Mình có thể đúc những thứ gì quan trọng như là kim cương. Mà kim cương là kim cương nữa mà các bạn không có thôi. Đây. Cái này chúng mình, nếu mà chúng mình không dùng nữa, chúng mình có thể để một cái giá gì đó ở đây nè. Ví dụ như cái bút à. Rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ ghép lại như thế này. Chúng ta trồng cái này lên. Chúng ta sẽ ghép hai cái mẫu này nè. Hai cái mẫu này thành làm sao cho nó thành một hình vuông ha. Mình cũng ghép luôn cái này.
Đến cái thứ hai này chúng ta sẽ không ghép chiều này nữa, mà chúng ta sẽ ghép chiều ngang ha. Chiều ngang của tụi nó. Được rồi, đâu rồi, đây. Chiều ngang. Bam. Mà với cái này chúng ta sẽ để cái hình vuông này ở dưới đây, ở dưới cái này. Và chúng ta sẽ lắp ở trên đây ha. Không có gì. Chúng ta sẽ đây này, cái này cũng tương tự như cái này. Chúng ta sẽ lắp ở hai cái cạnh sườn này ha. Hai cái này chúng ta sẽ lắp ở giữa. Cái này cũng vậy. Đó, giờ hoàn thành đây rồi. Được rồi, chúng ta sẽ lắp vào đây nha các bạn. Được rồi, ok. Rất là hay luôn. Được rồi, và đây là cái con Stippy. Ôi, để mới thấy con Doraemon các bạn. Ok, không nên. Ok, xin lỗi các bạn đã để lâu như thế. Được rồi. Ok, mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn về cái này ha. Rất là đẹp luôn. Được rồi. Nhưng mà các bạn cũng không cần xem kỹ đâu. Được rồi. Đợi một xíu, để mình lấy cái này đã. Được rồi, các bạn nghĩ sao về dòng này? Chỉ mà là cái dòng Minecraft Lego. Các bạn có thích, hãy cho mình một đăng ký, một like và một ấn chuông ha, để mình có thêm động lực để làm video mới nhất nhé. Chào các bạn.